điều tra vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh. Không khí lạnh tràn về, vùng núi cao Bắc Bộ trở rét. Nhận hối lộ 8,3 tỷ đồng, cựu nhân viên ở Bình Dương lãnh 16 năm tù. Khởi tố, khám xét nơi ở giám đốc công ty Tâm Anh ở Quảng Bình. Đặc nhiệm Đức xuất trận, Mỹ bí mật ngăn Israel đánh Hezbollah. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp 18:30 trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với Trần Thị Ngọc Trinh, hay còn được biết đến là người mẫu Ngọc Trinh, quê ở tỉnh Trà Vinh. Theo cơ quan công an, Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vẫn tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô lưu thông biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của người mẫu Ngọc Trinh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay một phần không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo hôm nay ngày 20 tháng 10, một phần không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Từ đêm ngày 20 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Trên biển do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió giật mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày 21 tháng 10, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương hôm nay 20 tháng 10 đã tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và đưa, nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Kim Cường, cựu chuyên viên phòng chính sách lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương là người nhận hối lộ nhiều nhất, hơn 8,3 tỷ đồng, bị tuyên phạt 16 năm về tội nhận hối lộ. Nguyễn Kim Cường bị cáo buộc đã nhận hối lộ để bỏ qua vi phạm của hồ sơ, tiến hành thủ tục thụ lý, thẩm định hồ sơ hợp lệ. Đề xuất và được lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương duyệt ký 2.300 giấy phép lao động cho người nước ngoài nhận 3-6 triệu đồng một hồ sơ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022. Tại tòa, bị cáo Cường thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền bồi dưỡng từ doanh nghiệp và các cá nhân để giải quyết thủ tục này, số tiền tối thiểu 2 triệu đồng một hồ sơ. Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận thỏa thuận và yêu cầu đưa số tiền nói trên mà các bị cáo khác tự đề xuất và đưa tiền. Hôm nay ngày 20 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lê Văn Đàn, 52 tuổi, ngụ xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Lê Văn Đàn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Tâm Anh, gọi tắt là công ty Tâm Anh. Theo điều tra, công ty Tâm Anh có chức năng chính là xây dựng công trình, có mỏ vật liệu xây dựng thông thường và được cấp phép khai thác phục vụ công trình xây dựng. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, công ty này đã có hành vi khai thác cát vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép tại thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, với khối lượng cát đã khai thác trái phép là 8.960 mét khối, tổng giá trị khoáng sản thiệt hại là hơn 2,2 tỷ đồng. Liên quan đến các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, trong đó có tòa nhà 9 tầng với gần 150 căn nhà sai phép ở xã Tân Xã. Hiện, Thanh tra Sở Xây dựng đang làm việc với chính quyền huyện Thạch Thất để làm rõ các vi phạm và xử lý theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội khẳng định công trình này là sai phép và sẽ xử lý làm gương cho công trình khác. Tuy nhiên, nói xử lý nghiêm và làm gương, nhưng nghiêm như thế nào thì người đứng đầu chính quyền huyện Thạch Thất không nói cụ thể. Theo vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, sai phạm này trước hết do cán bộ công chức và các cơ quan được giao quyền chưa làm hết trách nhiệm của mình.
huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra và đã có kết luận số 13 xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ cấp xã. Tuần tới, huyện sẽ có hình thức kỷ luật đối với chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ địa chính, chuyên môn của xã có vi phạm. Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất chưa thông tin về việc ông này hay lãnh đạo nào của huyện Thạch Thất sẽ phải chịu trách nhiệm với hàng loạt công trình sai phép trên địa bàn huyện. Sau đây là những thông tin nổi bật trong nước chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ việc xảy ra tại phường Phúc La, quận Hà Đông, khiến một người phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu, con gái của nạn nhân từ tầng 3 xuống tầng 2 chỉ để đi học thì phát hiện mẹ đã tử vong nên gọi điện báo cho người nhà gần đó và cơ quan chức năng. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là chị DTT, tên viết tắt, sinh năm 1980, chủ hộ. Khi vụ việc xảy ra, chồng nạn nhân đang đi công tác. Được biết nạn nhân tử vong do bị tác động vật lý vào vùng đầu. Hôm nay ngày 20 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1966, ngụ phường Bắc Lý về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận đã cho nhiều người vay lãi nặng từ năm 2021 đến nay với tổng số tiền cho vay khoảng 2,9 tỷ đồng, lãi suất cho vay từ 120,45% đến 383,24% một năm. Công an cũng đã xác định 4 người vay với tổng số tiền 650 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng thu lợi bất chính hơn 424 triệu đồng. Hôm nay ngày 20 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Bộ Công an, các bị can nêu trên được xác định có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương. Các đối tượng Huấn và Chính đã chỉ đạo tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có giá trị khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt có giá trị khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng. Công an thành phố Cần Thơ vừa cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Mỹ Linh, 36 tuổi, ngụ huyện Thới Lai cùng Lê Tấn Thành, 23 tuổi, ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Linh và Thành đã dụ dỗ người dân cung cấp giấy tờ tùy thân để làm hồ sơ nhận tiền từ thiện từ nước ngoài tài trợ hoặc làm hồ sơ vay tiền để trang trải cuộc sống mà không cần trả. Tuy nhiên, trên thực tế, Linh và Thành đã lừa người dân thực hiện các hợp đồng vay, mua hàng trả góp của các công ty tài chính tại các cửa hàng. Khi thực hiện xong hợp đồng, hai đối tượng trả tiền cho người đứng tên trên hợp đồng từ 10 đến 20% giá trị hợp đồng, còn hàng hóa mua được, hai đối tượng bán lại để chia nhau tiêu xài. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về công tác xử phạt xe máy, xe chở hàng quá tải, công kênh, quá khổ trong thời gian qua. Cụ thể, các lực lượng chức năng đã lập danh sách 1.425 chủ phương tiện với 10.868 phương tiện, trong đó có 2 xe hết niên hạn sử dụng, 825 xe hết hạn kiểm định, 1 xe cải tạo từ ô tô khác thành ô tô chở khách. Các lực lượng cũng lập danh sách rà soát 23.003 tài xế, lập danh sách 189 bến xe, 307 điểm trung chuyển, đón trả khách, 32 bến cóc, 2.974 phương tiện hoạt động trên các tuyến cao tốc. Thông tin quốc tế nổi bật sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin trên do báo Bild của Đức tiết lộ, Đức đã huy động một số đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ tới Cộng hòa Sip để sẵn sàng cho mọi kịch bản khủng hoảng lan rộng ở Israel, Gaza và các khu vực khác ở Trung Đông. Cụ thể, các nguồn tin an ninh cho biết, Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Quân đội Đức và Đơn vị Lực lượng Đặc biệt Hải quân Đức KSM đã được triển khai tới quốc gia nằm ở Đông Địa Trung Hải. Ngoài ra, lực lượng đặc biệt của Cảnh sát Liên bang chuyên giải cứu con tin GSG-9 cũng được cử đến khu vực này. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas. Chính phủ Đức được cho là đã thông báo tới các ủy ban liên quan về việc điều động này.
Tất cả thiết bị cần thiết cũng như một số máy bay vận tải quân sự bao gồm Airbus A400M Atlas và Lockheed C-130 Hercules cũng đã được vận chuyển đến ship. Thông tin từ tờ Washington Post cho biết, đến thời điểm hiện tại, chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa tìm được chủ nhân. Trước đó không lâu, hàng nghị sĩ Jim Jordan đã tuyên bố ngừng nỗ lực tranh cử vào chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Theo đó, ông Jordan đã hai lần không giành được 217 phiếu bầu cần thiết để đắc cử chức Chủ tịch Hạ viện. Ông vấp phải sự phản đối của các đảng viên Đảng Dân Chủ và hơn 20 đảng viên Đảng Cộng Hòa. Sự hỗn loạn này đã khiến Hạ viện Mỹ không có chủ tịch trong 2 tuần sau khi cựu chủ tịch Kevin McCarthy bị lật đổ. Điều này gây khó khăn bởi ngân sách tạm thời cấp cho chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 11, để chính phủ Mỹ tới nguy cơ đóng cửa một lần nữa. Cuộc chiến lãnh đạo kéo dài đã tạo ra sự chia rẽ rõ ràng giữa các đảng viên Cộng hòa. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng dự kiến trong tuần này sẽ yêu cầu Quốc hội phê duyệt 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Ukraine và 10 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Hãng tin Reuters vừa đưa tin hai căn cứ trú quân của Mỹ ở Iraq bị máy bay không người lái và rocket tấn công. Theo đó, rocket và máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Ayn al-Assad, nơi có sự hiện diện của lực lượng Mỹ và quốc tế ở phía tây của Iraq. Nhiều tiếng nổ được nghe thấy từ bên trong căn cứ này. Quân đội Iraq thông báo họ đã đóng cửa khu vực xung quanh căn cứ và bắt đầu chiến dịch tìm kiếm. Hiện chưa rõ các cuộc tấn công có gây thương vong hay thiệt hại nào không. Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Iraq tuyên bố một căn cứ trú quân khác của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad cũng bị trúng rocket nhưng không cung cấp thêm thông tin. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, trong số 2 quả rocket nhằm vào lực lượng Mỹ tại sân bay, một quả bị chặn, trong khi quả còn lại lao vào một nhà kho trống và không gây thương vong. Với 2 cuộc tấn công nêu trên, các lực lượng Mỹ tại Iraq đã hứng chịu tổng cộng 4 cuộc tấn công trong 24 giờ. Liên quan đến việc một binh sĩ Mỹ đã vượt biên sang Triều Tiên, theo hãng tin Reuters, binh nhì Travis King đã trở về Mỹ và đang đối mặt với nhiều tội danh khác nhau như đào ngũ, vượt biên trái phép sang Triều Tiên, cho đến tội hành hung đồng đội. Theo cáo trạng của quân đội Mỹ, King có nhiều hành vi sai trái, bao gồm cố trốn thoát khỏi sự giam giữ của quân đội Mỹ vào tháng 10 năm 2022. Binh nhì này cũng không chấp hành mệnh lệnh khi rời khỏi căn cứ sau giờ giới nghiêm và uống rượu vi phạm quy định của quân đội. Trước đó, binh nhì King, người phục vụ trong quân ngũ từ năm 2021, đã trốn khỏi chuyến bay trở về Mỹ tại sân bay ở Seoul và tham gia chuyến tham quan đến bàn buôn điếm ở biên giới Liên Triều hồi tháng 7. Khi đó, King vượt biên sang Triều Tiên. Sau khi bị trục xuất khỏi Triều Tiên, King được đưa đến một bệnh viện quân sự ở Texas của Mỹ vào ngày 28 tháng 9 để đánh giá y tế, bao gồm cả sức khỏe tâm thần. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về việc King bị đối xử thế nào trong thời gian ở Triều Tiên, và người này vẫn chưa công khai giải thích lý do trốn sang Triều Tiên vào ngày 19 tháng 7. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!